Còn cái thạch cao á, cái thạch cao của mình đó là đây là 5 mét nè. 200 mét cao cái này là 5 mét nè. 5 x 25 là bao nhiêu? 5 x 20 là có 100 mét cho 125 mét thạch cao thôi. Mấy vị tính là nhiêu? Mấy cái đèn này là bây giờ đây chắc sử dụng mắt là 200. Khi nào mà sử dụng máy mình mới đưa máy tính. Máy là 125 mét.